chào các bạn, mình là Kem đây. Đã bây giờ các bạn có suy nghĩ là một chiếc tai nghe True Wireless luôn đi kèm với một cái micro thiếu chất lượng hay chưa? Nếu rồi thì hôm nay hãy cùng mình làm thử nghiệm nho nhỏ để xem thử liệu một điều đó có còn chính xác với những chiếc True Wireless hiện nay trên thị trường hay không nhé. Hiện tại trên tay mình là chiếc tai nghe Bluetooth Bluetooth Pro 5001 và không phải tự dưng em tai nghe này xuất hiện ở video ngày hôm nay đâu. Theo như mình tìm hiểu, chiếc tai nghe này có tới 4 chiếc micro chống ồn được gắn ở hai bên cổ tai giúp chúng ta gọi điện, đàm thoại tiện lợi hơn. Nên chiếc tai nghe này sẽ là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Còn lại, ở các thông số khác thì mình thấy cũng không có gì nhiều đâu. Đầu tiên là cái cảm nhận của mình. Khi mà mình cầm chiếc tai nghe này lên thì mình cảm thấy nhỏ và nhẹ. Cái thiết kế của hộp sạc cũng như cổ tai nhìn khá là mạnh mẽ và khỏe khoắn, cũng như là tai nghe nó có một cái kiểu dáng dễ đeo, và đối với những người có khuôn tai nhỏ như mình á, mình cảm giác đeo vào cũng vừa vặn và khi mà mình di chuyển thì nó cũng không bị rơi rớt nữa. Ngoài ra chúng ta còn có thời lượng pin sử dụng tối đa lên tới 19 tiếng nếu như chúng ta sử dụng chung với lại hộp sạc. Chúng ta còn có thể tùy chỉnh được mọi thứ từ thay đổi tai chính, tai phụ đến tự custom thao tác điều khiển riêng và cả chất âm theo profile riêng của các bạn chỉ với một phần mềm duy nhất, BackBeat. Một chiếc tai nghe giá tầm trung rất hiếm khi có một cái phần mềm xịn sò như thế này. Tuy cái giao diện nhìn nó không được đặc sắc, cũng không sinh động, chỉ toàn chữ với chữ thôi, nhưng mà lại có rất là nhiều tính năng hữu ích có thể sử dụng được. Và quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó là test khả năng đàm thoại của chiếc tai nghe này, thì trước hết các bạn cho mình xin phép được mở mic hỏi của mình vô trước đã. Tại vì đối với một cái video so sánh đàm thoại thì mình không thể nào tự nói chuyện một mình được, nên là anh ơi. Chào mọi người, hôm nay mình chỉ là nhân vật phụ thôi. Ủa, nhưng mà Kem, em kêu anh vô đây làm gì vậy? À, nãy em summon anh á là tại vì em tính là sẽ test cái chức năng thu âm đàm thoại của chiếc tai nghe này, nhưng mà em không thể nào tự test một mình được, nên em sẽ nhờ anh gọi điện cho em để em nghe thử là cái chất lượng thu âm nó có tốt hay không, và hai anh em mình cùng nhau đánh giá. Ừ, cũng được. Nhưng mà em định là chỉ test cho một chiếc tai nghe hả? Nếu được anh nghĩ nên làm thêm so sánh thêm một con nữa để mình có nó dễ để so sánh hơn. Đúng rồi. Em sẽ dự định là so sánh với một chiếc AirPods. Để tại vì là có hai lý do nha. Thứ nhất là chiếc tai nghe AirPods hiện giờ đang có rất là nhiều người sử dụng. Đúng rồi, nhưng mà không có anh trong đó thôi. Thứ hai là chất lượng thu âm của nó khá là tốt. Đúng. Đúng, cái này anh rất là đồng ý với em. Tại trước đây anh cũng có test thử á, xịn, rất xịn. Nhưng mà mỗi tội thì anh không khoái nó lắm. Tại sao vậy? Nó đeo nó dễ rớt của em nên thành ra. Nhưng mà chất lượng thu âm của nó rất là tốt, anh không hề phủ nhận được. Nhưng mà vấn đề là anh không có chiếc tai nghe nó ở đây. Em có mượn được chiếc tai nghe nào không? Đừng lo, khi mà em tính test là em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây. Wow, hay vậy. Anh hàng sớm tốt bụng dễ thương hả? Hay anh sợ? Hay anh thợ sửa ấm nước em? Anh hàng sớm. Ok. Vậy thì thôi, để là vậy, giờ cũng ăn trưa rồi. Anh sẽ đi ra ngoài anh mua đồ ăn trưa, rồi sẵn mình test luôn ha. Đây, cho anh mượn con tai nghe con kia đi. Đây, em đang đi nãy giờ đấy. Meanwhile. Em có muốn ăn gì không? Tiện anh đường anh đi mua luôn. Ăn hả? Hình như nãy em nghĩ là em sẽ chọn con gà á. Rồi, con gà hả? Ở đi hỏi luôn. Anh đi coi đằng kia coi ăn gì không? Cái gì? Anh nói gì? À, hỏi thử coi người kia còn ăn gì không? Trong phòng còn ai ăn gì không? Mấy anh ăn gì không? Mấy ông suy nghĩ lâu quá thôi, em chọn cơm gà chứ mấy ông luôn. Rồi, ok. À, alo em, nãy anh có đi ngang qua tiệm nước, anh có uống gì không? Anh mua luôn. À, em muốn xin tô bơ nha anh. Rồi, vậy người kia xin tô bơ luôn nha. Ờ, chắc vậy quá à. Rồi, ok, anh xin tô bơ. Tốn. Alo, anh ơi. Anh đi ngồi quán xin tố hả? Đúng rồi, đúng rồi.
Anh cho em thêm một ly sinh tố bơ cho anh Huy nha. Anh đi có mặt nhưng mà cũng uống nữa hả? Rồi, ok. Ok. Ba ly đúng không? Ok, rồi thôi nha. Anh khoan giải từ từ để anh hỏi thử coi. Coi bên còn đủ bơ để làm ba ly không nha anh, rồi anh báo lại sao? Ok, đủ bơ không? Ok. Em ơi, anh có tin buồn là tiền nó chỉ còn đủ bơ cho có một ly mà thôi thôi thì nói hai anh kia nhịn đi nha. Ok. Rồi, thôi, anh về đi. 5 phút về tới. Ok. Chào mừng đi bơ trở về. Ủa, anh về chung luôn hả? Chứ còn gì nữa, anh phải về chứ. Em quen ở ngoài luôn à. Nhiệm vụ hoàn thành. Không giả mày. Sau khi mà em nhờ anh gọi điện thoại rồi, em cảm thấy là cái tai nghe AirPods chống ồn ở môi trường bên ngoài nó tốt hơn. Còn Bluetooth một chút xíu. Nhưng mà nó vấn đề nằm ở cái phần khác biệt á, ở trong cái giọng của mình á. Em cảm thấy là mình nghe bằng cái AirPods thì nó ấm hơn, dễ nghe hơn, còn Bluetooth thì kiểu như là giữ nguyên cái giọng của mình nên là nghe thì nó không hay bằng thôi. Theo như em tìm hiểu được thì cái mic của con AirPods nó nằm gần miệng mình, còn Bluetooth thì nó lại nằm ở đây, nên là để không có sự khác biệt nhiều như vậy thì đó là một cái gì đó nằm ngoài mong đợi của em với anh rồi đúng không? Đúng rồi, thì như em cũng nói á, là cái lợi thế cái micro ở gần miệng của mình hơn của AirPods á, nó là một trong những lợi thế rất là lớn mà hầu như rất khó tai nghe nào mà có làm được. Vì vậy mà cái chất lượng thu âm anh nghe anh thấy nó cũng gần gần bằng nhau rồi. Ở ngoài đường thì AirPods vẫn hơn một chút, nhưng mà ở trong cái kiểu kia thì nó gần bằng nhau, thì đó là vượt quá mong đợi của anh. Và chưa kể là đối với anh á thì AirPods nó đeo dễ đó, anh không thích, đeo kiểu này còn ok hơn anh thích. Đúng rồi, chắc là cũng giống em đúng không, em đeo con này nữa. Đúng, đặc biệt tay em mà nhỏ hơn mọi người rất là nhiều, và cái điều quan trọng nhất đối với em đó là mặc dù là cái tầm giá của nó không chênh lệch nhau, tuy nhiên là em là fan cứng của Android và thật sự là em không có sử dụng iOS á, nên là em vẫn sẽ prefer chiếc Bluetooth hơn khi mà mình chọn một chiếc tai nghe chống ồn tốt. Đúng rồi, thì em xài Android mà em mua AirPods thì đúng hơi kỳ vậy. Anh thì cũng không recommend đâu, nhưng mà vì vậy thì đúng là đôi em anh vẫn thấy là một lựa chọn tốt. Còn thiếu một phần rất là quan trọng nữa mà anh em mình cũng cần phải nhắc tới và nêu cảm nhận, đó chính là về phần chất âm. Đối với em khi mà em dùng chiếc tai nghe này để nghe bài phonics, cũng như là những bài nhạc K-pop nè, V-pop nè, đòi hỏi là mình được nghe chất giọng ca sĩ là phải là hay, thì em cảm thấy là cái chiếc tai nghe này khá là tôn giọng của ca sĩ lên. Cũng như là em khá là thích cái tiếng bass của nó, nghe nó rất là chắc. Con này thì thật ra anh cũng chưa được nghe, nên chắc là nếu mà để anh chờ anh khoảng 5 phút nha, anh nghe thử bài này em nói thử coi, để coi nó ra sao nha. Five minutes later. Thì anh nghe xong thử á, nghe đúng bài đó luôn. Về cơ bản em cũng đúng, tức là con này cái điểm nổi trội của nó là về dãy bass và dãy mid. Tiếng của con này đầu tiên á là nó đi theo tiếng hiên sáng. Hiên sáng cho nên là mọi thứ chi tiết của nó đều khá là rõ ràng. Bass chắc gọn, mid. Mid là điểm trội. Tức là em sẽ thấy được cái giọng ca sĩ nó tôn lên và nó nghe nó rất là rõ. Tuy nhiên, nó không được ngon lắm ở dãy treble. Tức là em có để ý thấy là cái tiếng nhạc cụ em thấy nó hơi mờ mờ ảo ảo. Đúng rồi. Nó lùi lùi xa xa và điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới âm trường của cái tai nghe. Đúng rồi, em nghe em thấy nó hơi hẹp và không rõ ràng. Đúng. Tụi chung lại á, với anh á thì chất âm của con này nó ở mức được và khá đó em. Không phải xuất sắc, là như kiểu như Noble Falcon chẳng hạn, nó sẽ xuất sắc, nhưng mà ở mức trung bình khá được thôi chứ không phải là hay. Nhưng mà đối với một người có tính cách là thích một cái gì đó hoàn thiện như em á, thì em vẫn yêu cầu một chiếc tai nghe True Wireless của em. Nó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của em, từ nghe nhạc cho tới nói chuyện đàm thoại. Thì chất âm của chiếc tai nghe này có thể nghe được những bài nhạc thị trường hiện giờ, và micro của nó không thua kém AirPods quá nhiều, nên em nghĩ là chiếc Bluetooth này đáp ứng được
tốt nhu cầu của em á. Ừ, anh đồng ý, nếu mà với nhu cầu của em như vậy thì đương nhiên con này nó ok rồi. Bởi vì những con khác thì nó sẽ bị cái này bắt kia, cho nên đúng rồi. Em thích là nó cứ kiểu có này có kia đầy đủ, còn hơn là mình thiên vào một cái gì đó xong rồi mình mất luôn hẳn một cái chức năng thì nó hơi bị nhưng mà anh nghĩ biết sao không, lý do quan trọng nhất chính là cái này á đeo vừa tay của em. đó là lý do quan trọng nhất. Thật sự á thì anh rất là bất ngờ khi em lựa chọn tai nghe Plantronics này để làm review về micro, bởi vì trong trí nhớ của anh á là Plantronics là một trong những hãng làm tai nghe đàm hỏi rất là tốt. Em có biết rằng khoảng 5 năm trước á, khi mà những tai nghe Bluetooth là một thứ gì đó nó rất là xa xỉ và hiếm, thì Plantronics lại bước vào thị trường Việt Nam và trình làng những chiếc tai nghe cũng khá là đắt tiền, 3 triệu một cái chỉ để đàm hỏi mà thôi, và chất lượng của nó thật sự rất là tốt trong thời điểm đó. Cho nên khi mà họ làm một tai nghe True Wireless, anh cũng rất là tò mò khi mà được cái micro của nó có tốt như điểm như xưa hay không, và kết quả thì đúng là nó cũng tốt thiệt, cho nên rất là ok. Và đã đến lúc kết thúc video này rồi, và nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe True Wireless có chống ồn trong đàm thoại tốt, vừa có phần mềm hữu dụng cũng như là thiết kế mang tính cách mạnh mẽ và cá tính nằm trong mức giá tầm trung, thì mình nghĩ là Plantronics BadBeat Pro 5001 là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Nếu các bạn cần biết thông tin chi tiết, mình sẽ để link sản phẩm Plantronics BadBeat Pro 5001 bên dưới video. Ngoài ra, nếu như các bạn có cảm nghĩ khác về chiếc tai nghe này thì cũng đừng ngần ngại, hãy comment bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên để lại share cũng như subscribe nếu như bạn thích video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Con này thì thật ra anh cũng chưa được nghe, nên chắc là nếu mà để anh chờ anh khoảng 5 phút nha. Anh nghe thử bài này em nói thử coi, để coi nó ra sao nha. Rồi, hết 5 phút. Hơi nghe. Thời gian như thôi đưa ha. Cảm thán. Sao, mình đã chịu đủ 5 phút xong rồi.